chuẩn bị tới giai đoạn công đoạn mình làm bánh xèo, chiên bánh xèo nha. Đó, hồi nãy cái clip trước là mình giới thiệu mọi người làm cái khâu chuẩn bị nguyên liệu, còn khâu này là chiên bánh. Nói chung là khâu này cũng rất là quan trọng nha mọi người. Đó, đây gồm một cái chén dầu ăn và một chén bột bánh xèo. Đó. À, nãy mình thấy rồi, mình có dùng tôm với thịt làm sẵn rồi nè. Đó. Sau khi luộc lên là rất là ngon luôn. Xào chứ phải luộc. Xào nha mọi người. Đó, đây mình sẽ xem cái bếp của nhà mình nha. Đây. Giá và hành trắng. Cũng hành trắng. Còn đây là bột chiên bánh xèo. Thấy chưa? Đó, bây giờ mình sẽ quay cái ông đoạn chiên bánh xèo. Đây là Jan Can Cook. Jan Can Cook thì mọi người cũng phải Can Cook. Chưa? Rất là thơm luôn nha mọi người. Nói chung là rất là thơm, ngon. Đây mình gọi cẩn cẩn này. Đó. Wow. Ngon quá mọi người ơi, thơm quá. Nó luôn nè, không cộng cảnh luôn nè, không đây mình phải dặn lửa nó khoảng medium là được rồi nha mọi người. Đừng có lớn quá nó sẽ làm khét bánh, còn nhỏ quá thì cái bánh mình nó sẽ không được giòn. Rất là đẹp luôn. Đó, trong đó mình phải đậy lại nha, để cho chín cái mặt trên của bánh xèo nha. Đó, bánh xèo là một cái món ăn đặc trưng của người miền Tây Nam Bộ. Đó, đặc sản của Việt Nam luôn nha, được thế giới biết đến rất là nhiều, đặc biệt là cái bác Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc rất là thích ăn luôn. Đó. Còn không biết châu Âu có ăn được hay không thì cái đó mình không biết. Đó. Lắm nha mọi người. Sau khi chiên cái bột vàng lên mình phải trở một mặt nữa. Đó. Thấy chưa? Ngon quá. Ngon quá, mọi người thấy chưa? Thấy cái bề mặt con tôm chưa? Ngon như trong tiệm luôn nha mọi người. Đó. Quay cái bếp. Đó, ngon luôn. Đây mình cho lai cam luôn nè, lai cam bay nè. Lai cam bỏ giá. Lai cam đang bay mà. Sau khi mình sẽ đầu tư bài bản cho mọi người luôn, live cam bay quanh nhà luôn. Yeah.
Thì đang đổ mưa nha mọi người. Hôm nay là chung là cũng đầu tháng 8 rồi, nhưng mà tình hình dịch thì rất là căng. Ngoài trời thì đang bị áp thấp, thì nói chung là nhà mình cũng hạn chế đi ra ngoài đường để tránh dịch. Ở nhà làm bánh xèo ha. Nó làm lý tưởng. Giòn. Làm đậu hờ nè. Ngửa tay rồi. Ngon, bạn thấy là ngon không? Lên hình rất là đẹp luôn. Trời này tương lai sẽ mở tiệm làm bánh xèo nha các bạn. Bánh xèo cô nổi. Bánh xèo cô nổi. Địa chỉ 1442 đường 3 tháng 2 quận 11. Nó ngon hơn bánh xèo thì nguyên quyền luôn nha. Đảm bảo hơn ngon luôn. Đây cái dĩa đây rất là đẹp luôn, cái dĩa rất là đẹp nha mọi người. Ồ, ngon quá. Ngon ngon. Ăn đụng luôn á. Ủa cá đụng nè. Ngon quá luôn. Đói bụng quá rồi. Nguyên liệu mình xin nhắc lại nha, một chén dầu ăn nha. Rồi, tôm tạch xào. Nguyên liệu chính là bột. Hương xưa. Hương xưa, mình ăn về là mình nhớ quê hương ngày xưa. Bị mình đổi chảo nha. Đầu bếp nói chung là phải đúng chảo mới chiên được, còn khác chảo là chiên. Này này này, con xài nữa, con sợ cái này không được. Không được xài lại. Nói trước khi chiên mình phải rửa cái chảo cho nó sạch. Đó. Chảo này là mình rửa sơ qua nha mọi người. Ở nhà rất là kỹ. Nói chung là rất kỹ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nên sau này mở tiệm mọi người cứ yên tâm nha, làm rất kỹ đó. Mình làm cho cái nước nó khô lại, cái chảo hơi đen nhưng mà ăn rất là ngon nha các bạn. Đây là chảo xịn, chảo, dạ. Chảo không dính nha đó. Chúc là ai dính sẽ biểu diễn là thảy bánh xèo lên, một màn trình diễn có 102 thảy bánh xèo. Chưa lắm được nha. A mì mất tiêu rồi. Nói chung là bữa nay là đội hình là thiếu a mì. Dầu nha bạn. Một muỗng thôi. Đó, một muỗng dầu. Đó. Rất là bài bản luôn nha, em làm cẩn thận nha. Đó. Trước khi chiên mình phải bỏ một muỗng hành cắn vô. Để cái hành vô nha. Má ăn tôm không? Không có ăn tôm nha, bà má là không chắc ăn tôm chứ không có ăn thịt thôi. Rồi, quá ngon luôn. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Subscribe kênh của Giang nha mọi người. Giang Riêng Lifestyle nha. Cuộc sống màu, phong cách sống màu xanh.
nói chung giống như điện máy xanh là bách hóa xanh. Đúng rồi, để con nhắm coi coi 1 muỗng rưỡi hay sao. Đó, đậy nắp lại nha các bạn. Đậy nắp lại nha. Để hai trái, để con chén cho nó đều. Các bạn nào mà muốn học cái cách chiên bánh xèo thì coi cái kênh của mình nha. Mình hay quá. Vậy là hãy lấy 1 muỗng rưỡi rồi. Ngon lắm nha. Mình bắt đầu chuẩn bị chiên một bánh tiếp theo là mình phải đổ lên trước nè. Để mất tâm rồi. Chút là bánh này chính là mình phải làm chậm, vừa xem bánh này là chiên liền luôn. Ngon chưa? Rồi, vậy lắm gì? Bánh nó nhỏ. Đây, thay nắp mới luôn nha các bạn, nắp khác nha. Khác là bánh là có khác nha. Mình hấp dẫn cho mọi người. Trời mưa là tan bánh xèo nha. Ngon quá. Quá mừng rồi. Còn cái bánh này không? Thấy ra tèm mà không? Bài bản luôn á. Ngon quá. Mở lên lớn không? Đúng rồi. Cô lát sẽ đỡ kính giữa mà xay. Chúng có màn trình diễn là thấy bánh xay bánh nha mọi người. Nhớ coi phút chót nha. Quá mọi người, nói chung là mình ở đây mình quay camera video mà nói chung là tay bủng rủng hết rồi. Bụng quá rồi. Đổ qua chảo vàng. Đổ qua chảo này không cậu? Ừ, chảo đó dễ. Xúc nó cũng dễ. Cái này chưa có đổ ha. Đổ rồi đó. Thôi để lên đi, để lấy con có xài cho chảo đó không? Rồi dùng bà xài chảo. Phải bánh xèo đâu, thật sự luôn. Cái đậu nó hay bị dính lắm, phải chiên mấy cái xèo. Nó dính, phải cái chả hơi nhiều, ít chịu sợ. Cái điều luyện chưa bắt khối quá trời luôn. Xuống dĩa đó. Cái này nó hơi cát hơn cái trước nha các bạn. Nó giòn sao? Nó sẽ giòn. Nó giòn hơn. Thank you.
Rồi bây giờ A Mì đã xuất hiện. Nãy giờ bắn A Mì, nói chung là cái kênh YouTube cũng thiếu một cái phần không khí vui vẻ. Rồi A Mì em là đã quay trở lại và lại hại hơn xưa. Trời ơi, bánh xèo chiên đẹp quá. Bể tùm lum. Nói chung là theo số lượng 3 cái nha mà nha, nhưng mà ngon quá thì cũng làm thêm một cái nữa nha. Dạ. Nhưng mà em ăn á là em không thích ăn tôm nha, em chỉ ăn thịt không. Bánh rồi. Xèo thịt không không giá. Nhưng mà tại sao không thích ăn tôm? Dạ, tại vì tôm ăn cứng vỏ đâm vô người da. Do mày không thích ăn tôm nha. Dạ. Các bạn. Rồi mày bây giờ cho một cái nhận xét là sau khi hai cái bánh chiên ra lò thì thấy cảm thấy như thế nào? Cái bánh này nó tái quá, bánh này nó đen quá. Ngon nha. Dạ, cái này là phải một lát ăn thử mới biết nha. Đúng rồi. Mình không có thể đánh giá qua cái vẻ bề ngoài được. Rồi bắt đầu chiên cái gì nãy dí dặn á, hai cha con á. Từ bao luôn. Bà ăn mấy cái? Không, mà bà không có, mẹ cắt ra luôn. Giá lát làm ra mì cái thịt không không giá nha. Không tôm luôn nhé. Rồi riêng mì là giờ bây giờ mình sẽ thịt đập không đá. Không giá. Đập đá là Pepsi uống. Yeah. Yeah. Nhưng mà ăn mì mà không có giá là không có ngon. Tập ăn giá đi. Dạ thôi, tại vì em không thích ăn giá, nó mất mùi hết. Mùi. Đúng rồi. Em rất là chuyên nghiệp. Tôm mà nó làm. Nó không ăn tôm được không? Không ăn tôm mà phồng luôn. Gì? Em không ăn tôm, em chỉ ăn thịt, bánh xèo thịt thôi. Thì mốt phải ăn tôm, mua bánh xèo thịt thôi. Cứ làm bánh xèo thịt đi. Đỡ tốn tôm. Nó phồng lên rất ngon nha các bạn, nó phồng lên nè, nó. Đàng hoàng. Này tròn này nè. Nó. Ghê, ghê. Rất là chuyên nghiệp các bạn. Rất là chuyên nghiệp nha. Đây là đầu bếp là nghiệp dư, có tên không có tuổi, đầu bếp Giang tuyển từ Giang. Australia đó. Australia. Đầu bếp này là nói chung là cũng bay mấy tiếng hồ mới về tới đây nha các bạn. Đúng rồi, là mình phải mua vé cho đầu bếp về. Về. Không chịu về luôn. Mồi, rồi nó hơi rách, tại nó chưa có chân. Nó hơi rách đứt chứ nha các bạn. Chạy nó đi. Phèo xíu. Hả mẹ ở đây đi. Ngồi đây, ngồi đó đi. Mang ghế lên đi. Không, chừng nào đẹp anh mới quay. Tại vì cái này phải. Ủa, nó chịu chứ. Ngày đầu tiên mà vậy là ok rồi. Đầu bếp bên Australia về hơi bị fail chút. Nói chung nhưng cũng nó giòn mà. Lần đầu tiên lên sóng. Nói chung đầu bếp này là phải âm thầm lặng lẽ làm mới ngon. Rồi lên sóng thì hơi rung tay một chút. Đó, đề cận cảnh rồi đó. Bể rồi. Cái bát xay bột không được phải ăn cho tôi. Không phải, để chưa có đủ chín đó, chưa có đủ. Giá này để khoảng 5 phút, 3 phút gì đó. Có thể tắt mình lật qua liền. Xưa, tại phải cái lửa nhỏ để cay chảo chưa. Chảo chưa nóng, chảo chưa bạn. Thôi, không ăn tướng nhau mày. Không, ăn bạn mà sao. Quay lên đó, đó. Đó, 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 đó. Bốc khối luôn nha mọi người, chủ yếu là bốc khối nha, làm phải bốc khối lên. À. Chưa trời, trả cái ghế cho tôi ba cái rồi anh đi. Mì là này không đừng khoan, làm cho mì làm khi nào đẹp đẹp mình mới cho mình đơn nhá. Cái này có gì trả không bà ơi? Không, ý anh nói đang làm cái đó cho em kìa, đừng có làm cho mì liền, mì không ăn liền đâu. Dạ trời ơi. Nó đừng để thịt nhiều quá anh ơi, thịt nhiều quá ăn cũng ngán lắm á. Thầy bà ba không có cuốn mà để cho con mọi người.
cái tập tá lại. Thế nào làm cho mình là thịt không không tôm nha, có tôm là nhỏ như thế đó. Chảo nha, chứ có mèo tung chảo nha các bạn. Cái mèo này rất là gọi là đặc sản của clip này, thu hút lượt view là phải gọi là tung chảo. Ông chó luôn. Ông chó. Dán phải đợi nó tự bong lên luôn. Đúng rồi, lại nó tự bong giờ biết cách rồi. Hôm bữa vô. Để lửa vô xíu rồi. Thì gì ngon lắm ma, mày dán nếu gì dán ăn tới chỗ ói ra máu luôn. Ủa là sao mà... Bụng nó bận ở đó nha. Ủa nó bị bận, lét bà tự. Lét bà tự. Nói máu luôn á. Nói cục còn hết hồn luôn á trời. Sợ lắm luôn á. Hết hồn luôn á. Trời ơi. Là lâu cho mày. Lâu lắm rồi, lúc đó em... Long đưa vô bệnh viện nào ta? Cái này cho bà. Cái bệnh viện mà đi lên chỗ giường thôi. Có tôm hả? Cho chú tôm thì bắt trước. Đẹp người đẹp ăn cái bắt trước thì đẹp. Tôm nó có bị giống cái này. Tôm nó lộn nha. Ngon nguyên một bông nguyên. Nó bông giòn. Rồi rồi, nó rối rồi. Thôi để kêu ra. Đây màn hình qua đây. Mình xin hết luôn. Trời ơi, đem chén trắng đẹp cho chồng nữa chứ. Mà vậy chứ sao mày mốt sau này mày lớn rồi mày sẽ biết tình yêu là như thế nào. Ghê ghê. Lát là cho thịt thông nha nhanh. Dạ dạ. Cái sao là cây của mày phải không? Nhưng mà khoảng nửa tiếng nữa là gia đình mình sẽ tổ chức cái party ở nhà. Ủa mình chiên ra thẳng đi gồm ăn chung luôn chứ. Đúng rồi. Làm party nha. Nó chưa có bông nè, thấy không? Mày chuẩn bị ly rồi uống Pepsi đi nha. Chưa chút đi, chút đi. Chút đi. Nửa tiếng nữa. Ăn nữa không? Ủa dám thấm chiên cái chảo này cho nó tròn luôn mà. Cái này nó giòn hơn, cái này nó giòn. Cái này là hồi nãy cũng chiên rồi đúng không? Là cái này nè. Nãy mày ra ngoài mày chơi game á mà hả, mày cứ nhớ tới cái bánh xèo ngoài mày chơi không có được, chơi thua luôn. Chơi ba trận thua hết ba trận. Nói chung là bác này là tâm hồn ăn uống nha mọi người. Đang tận câu chuyện là nhưng mà mình không có ăn, không vừa có ăn. Vừa chơi game mà vừa đầu óc là ở bánh xèo. Chung đây là cũng là game thủ nhưng mà học rất là giỏi, học được hạng 3 đúng không mày? Hạng 3 rồi. Được lãnh thưởng không? Dạ lên cục cờ. Ồ, lên cục cờ luôn nha mọi người. Bị bắt lên cục cờ. Ủa bị coi bắt hả? Chứ không phải là lên tưởng hả? Bị bắt hả? Tại vì mình... Hay là lên lãnh tưởng? Lên lãnh tưởng. Đây. Nó hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng bốn. Đây nè, mọi người có hình ảnh luôn nha, có bằng chứng ghi lại nha. Hạng nhất, hạng hai, hạng ba, hạng bốn nha. Có hình ảnh luôn nha. Học rất giỏi. Ừ. Rồi. Trong chui giờ mày mở một cái ca khúc dành cho đầu bếp trưởng là cái bài gì How You Like That đi. Ok. Ok. Nói chung là một ca khúc làm mưa làm gió ở thị trường âm nhạc vùng 3 tháng 2. Rồi, đẹp quá rồi, giòn quá rồi đó. Giòn lắm rồi. Yếu hả? Rồi máy này chắc cũng hơi giỡn chút mọi người ơi. Chứ không phải mạng yếu, ở đây là mạng hơi mạnh đấy. Mạnh lắm. Mở cửa ra một chút. Đó. Từ từ cái này là phải mở là cái dance club. Đây là cái thứ hai nha mọi người. Rất là ngon luôn.
đấy. Đó. Hay không mọi người? Bé này mới học lớp 10 thôi đó. Đó. Một ca khúc nổi đình nổi đám nha mọi người. Đó. Mình làm Pepsi cho mình uống. Tại mình ăn rồi, mình đã có đồ ăn rồi. Yeah. Yeah. Cái này nó... Nhưng mà nó ngon. Nó nắng dữ dịch ta ơi. Không, bánh xèo là phải như vậy anh. Ừ, nó giòn á. Ừ, chút ăn, ăn chút ngon ngang thương á em ơi. Em ăn vậy chút ngon ngang thương á. Ăn tạm chưa? Không. Chưa. Giòn à? Giòn à? Okay. Chiên một lần cho cả nhà ăn chung luôn đi, mới vui. Đúng rồi, chiên lần đi. Cứ từ từ, bánh xèo ăn nguội cũng không sao. Rồi, anh mì làm tới công đoạn là bartender qua nước nha mọi người. Nói chung là bánh thì có Ajan làm rồi. Còn nước thì anh mì sẽ phụ trách khâu nước. Được chừng. Hai cục đi. Đá đầy luôn nha, nhà không có ngoài gì là đá nha mọi người. Nhà dèo mà đá là đầy luôn nó. Ôi thôi đừng có làm vậy mút bị đau đau khớp á. Trời. Có làm vậy nè, đau khớp này luôn đi. Ở trong nó có ba cục hả? Nè đủ bốn cục đó chị, là bốn cục hả? Ai đâu mà đi đập vậy? Mỹ bị đập hoài à. Đây là mình cái chiếc điện thoại đập đá được nha mọi người. Rồi. Đây gọi là điện thoại nói đập chung đá. Là hôm nay mình sẽ biểu diễn một gọi là một cái gì? Một tiết mục lấy điện thoại iPhone đập đá. Rồi bắt đầu từ từ, đừng manh động. Rồi vô này vô. Lấy quay TikTok đi. Mừng quá. Rồi đây là ấm đã xuất hiện. Nói chung là ai cũng đang mong đợi ấm xuất hiện. Rồi vô. Chưa sạn này sạn kia kìa. Chưa, để cho nó dọn. Rồi.
mở cái sàn dính xét luôn nè. Bỏ đi chẳng ăn đi không? Chú quên bỏ sàn, chẳng đi dánh đất, đánh mấy cái thằng kia. Hai bên kia làm gì? Làm cái gì á? Ăn chưa hai đứa? Từ từ thôi. Lá này là mình tuyển từ trên Bắc Cực xuống đó mọi người. Lá Bắc Cực xuống. Lá Bắc Cực. Lá là từ thiên nhiên luôn nha, 100% từ thiên nhiên. Lên nắp đi, lên nắp đi. Đẩy nắp nha dám. Đẩy mà đẩy rồi khúc mà bỏ của hành vô chính chín á. Đầy quá. Đã lại được khỏi hành thôi chứ phải để nó cái sàn. Nó có hành. Các bạn thấy đá rồi, cái nó bị fail rồi, anh quay lại cái khác. Quay đó đi. Bỏ cái đó nha, quay lại cái này đẹp mà. Chị cái điện thoại bằng đá của em này ra. Làm hai cái đi. Mắm là nãy mình có giới thiệu cái clip đầu rồi đó.
chen vô đây. Mày cầm cảnh mà ngon luôn, nhìn thèm liền luôn. Cái này để chứ này sắp của hành là bự quá, bỏ lên trên thôi, chứ sao còn xào của hành vậy? Chất dầu da đó, dính chảo đen rượu mà khét. Rất là ngon nha mọi người. Giờ mình sẽ bưng lên đằng trước nha. Mình lấy dao lại. Nhưng mà ăn chung nó vui. Nó bà bán trước đây. Chua. Rồi đem bác sĩ ra đi mày. Nay bạc ti là Pepsi trọn gói nha, Pepsi tài trợ chương trình này nha. Một chứ xào con đâu sợ đâu, chín còn được bỏ vô nó da kia, da kia bởi nó da nó chất thép, chất cái bột ngọt rồi muối rồi, giòn có cốt vào đây các con lật lại, bỏ miếng dầu vô cho nó ngon, mà thiếu dầu á, cái chuyện này nó dầu mỡ nhiều. Cái này người ta chiên mỡ nó mới ngon đúng không? Ừ. Đây mày sẽ trở lại rồi. Mày lúc nào là cũng làm không khí vui vẻ lên nha. Các bạn mình là phương vi, mình là chị em sinh đôi của cái người hình này đó, người trên đấy được. Mình là mình là Việt Kiều. Mình là người lai Việt Hồng. Miss Girl like me. Cái chảo bên kia thấy chiên nó ngon hơn á. Cái chảo của ấm á. Nhí hào. Này bởi to lắm. Không phải là lo. Nhí hào. Tôi là mẹ mẹ. Tôi là thân mẹ hà nụ ha. Mẹ dĩ em để mặn lượng lần hả? Ừ. Cô mang xuống lại cho. Cơ cơ chữ bên chảo á. Hậu hậu á, hậu hậu. Hậu hậu á. Mày lấy cái tay thật cái dĩa mày không lên cho con cả hai cho con đi. Ấm mượn cái này. Sao
rất là ngon nha các bạn, bánh xèo rất là ngon, đáng đồng tiền đây luôn. Đúng là đúng là một cái bé cái ra hả, mang dép vô mà mày hôm nay được uống cái này giàu không á. Đúng rồi, uống đi, uống thoải mái. Pepsi vặn món ngon bùng vi đi đây. Đây là cách bố trí của bánh xèo nha. 8 miếng thịt ăn tôm thôi, ăn nhiều béo phì à. Đây là danh gian nha, kênh của danh gian nhá. Bếp này có hai bếp trưởng nha, một bếp trưởng một bếp phó. Xong lại giá cuốn vô, không chịu ăn. Đấy là nó để giá cuốn vô, cuốn 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 xịu. Giòn chứ mà anh coi chừng văng mặn lại. Con miếng mà dành đó, con đừng để giữa. Con miếng mà dành đó, cái giòn mà dành đó, cái giữa, tại lửa nó giữa nó mặn rồi. Đây là bếp trưởng hướng dẫn là chế dầu ở hai bên để cho nó giòn. Rồi, lên lên hỏi đi. Đây, đây là sản phẩm nha. Khi nó đi thì con được bước nè, anh phải dọn cái này chưa? Có khi nào thải bột không? Không phải thải bột. Dạ. Bột đó giờ là thải bột gì? Ngon nóng không? Ủa, mắt cổ hành hả? Mình cho mắt sổn rồi. Hả? Mình cho mắt sổn rồi. Mấy chiên khác sao được rồi đó. Mấy cái chiên sao khét quá. Con chiên chị vô qua đi. Bỏ qua. Ấy, từ từ, người ta đang đừng có xào, đá thịt trong đây đừng có xào đá thịt thịt chín. Xào thịt gia cái chất này nè, muối bột ngọt nè, nó xào thịt, đá thịt ta xào chín rồi còn xào thịt nữa. Đúng rồi, lại nó mới khác em. Đúng rồi, quá chị con chị. Rồi tự làm. Anh với chị biết rồi, với chị. Tôi là bếp núc khô. Núc khô á, quá tài à. Tôi là móc da ngoài. Bốn mặt 50.000 cái bây giờ. 50 vậy hả? Ừ. Bánh xèo dành là 50.000 một cái các bạn ăn. Bánh xèo Ngô Quyền á, 50.000 một cái đúng không ấm? Ngô Quyền ra đâu ấm? Chỗ nào cũng vậy á. Rồi mặt bằng chung là 50.000. Đó, chuyên nghiệp được không các bạn? Rồi cho mới chuyên nghiệp. Đó, chuyên nghiệp lắm ơi. Bớt mở quen. Nó khen quá. Nó khen. Đó, mà lặt qua đây, lặt qua đây. Đúng rồi, đứng đầu biết nha. Không bỏ giá cho bỏ giá vô đi nè. Không phải, bỏ giá vô đi, lặt qua. Bỏ cái còn ngáp luôn. Được. Được rồi Nam ơi, đừng quay nữa Nam, mỏi tay mày. À, hai chảo một lúc luôn nha các bạn. Hôm nay là trời mưa nè, mình quay đang trời mưa nè, thấy không? Đó, mưa ở ngoài tí tách. Đây mì quay trở lại nè. Sao mì đem vô chi vậy? Dạ tại vì bây giờ uống cái chứ thôi, cho nó cho anh làm cho anh. Ờ, bánh xèo hỗn hào sugar. Yummy.
này quá ngon luôn. Rồi xong lọt luôn. Ngon rồi, ống này chịu quá. Đây, này của em nha. Ngon quá các bạn ơi. Đây, đây là sản phẩm sau khi đúc công nghiệp cũng khoảng 5-60 bánh đấy. Nó ra được một bánh rất là đẹp. Hết rồi đó. Bự dữ à. Mà tắt cái gọi là cái tắt mất tiêu bài nào thì tắt những nó ngon bỏ vô chung. Bỏ vô lại dưới đây. Mình quay cái rổ ra rau nha. Xanh tươi luôn. Đây là rau cải bẹ xanh nè. Xà lách nè, thấy không? Rau răm. Rau cá. Cái như rau là thấy đẹp ăn rồi đúng không? Này nhìn cái màu nó sẽ rất là đẹp luôn. Đó. Đẹp không? Má là mỗi gì vừa thôi, mỗi gì vừa hết mấy con cầm xà đó. Rồi, này ơi, nè anh em, vô đi. Mắm này là cái muối vừa. Mắm hả? Thôi lạc hả? Rất đẹp luôn. Nóng cái gì? Đầu bếp chính ra cái tay của khác. Nóng hả? Cái muỗng nó đây nè. Để đây nè. Nếu mà nhiều nhiều nó tắt cái tẹp phía dưới luôn mới ngon. Tắt cái dính vô cái kia á. Ừ. Quá ngon rồi. Ngon quá các bạn ơi. Chắc đây luôn. Được rồi, cho một cái nữa cho ăn luôn. Ăn đi, xong với mà. Đó, đây là thêm đậu bếp chía vô nữa rồi. Chả nó bự thì làm cái bánh nó mới bự. Vậy được vô. Đậu bếp là đông quá rồi, đông đậu bếp quá rồi. Phải đứng xếp hàng, phải đợi số thứ tự mới nấu ăn được nha các bạn. Oh, đẹp rồi đó. Đó được, đó. Nó cũng nó cho nó bự tự bung. Nó bị thiếu cái dầu á. Đẹp rồi đó. Dầu nổi gì mới được. Rồi, để từ từ cho nó vàng lên nó đi. Rồi, đẹp rồi. Ơi, đẹp rồi.
đẹp quá đẹp rồi, xem tay rồi đó. Thì lâu quá mình không làm thì mình cũng phải xứng tay chứ. Xem tay nha mọi người nè, không chắc là quá rồi. Ngon quá, ở đây mình quay chén nước mắm nè không. Đó, chén nước mắm ăn phải về nè, ớt ăn nhiều vô. Ăn nó mới đã. Đó. Mười đứa xèo, chiên xỉu luôn, chắc là bỏ quay. Làm không kịp bán luôn nha, rất là đắt luôn. Ít lên nó bỏ quay. Tuần nào gì nó bán, kèo không bán rồi. Cực lắm. Ngày đó đã bỏ qua bên rồi, ổng nói ngày này ổng không bán. Ổng không bán là không ai làm được. Sao không bán vậy ổng? Khó quá cho qua. Mình phải vì lợi nhuận chứ. Mệt lắm. Làm gì làm. Cái chỗ này nè, ổng là nói thiệt chỉ là bán vàng với hột sòn thì cũng làm thôi. Ờ đúng rồi. Ba cái này qua. Ba cái đồ nhiêu này là làm chi đâu. Cái này là ổng không làm đâu, mệt quá mà lợi nhuận không được nhiều. Khó quá, cho qua. Không rồi đó. Nó dọn cái đó đi giờ ăn đi. Để lại chân đi ăn đi giờ làm cái này chứ. Ổng lên ăn này nè, tôi chiên ra. Tao chưa có lao mà. Tao nghe rồi, cái này. Ổng xài, dẹp đi, ổng xài nắp. Nắp là nó bị mềm á. Em ơi em quen quay tới cái đầu bị xù luôn à. Rồi đó, lấy cái măng đi, mày về mà mày đưa cái măng bự cho nó mềm ha, đừng chồng lên đắt nó không có ngon. Này đưa ra tao làm lấy ra, lấy ra đó ra luôn. Lấy cái đó ra luôn. Không, không cái màu sao bằng đó. Với lại cái này trước. Không ngồi không đợi con ăn đi, ông làm cho nó bưng lên cho ăn. Nóng lắm á. Rồi, ông làm của con hết đẹp rồi. Nó đẹp gì cái này nó khác. Vàng nè, nó vàng nó mới ngon. Hai bên so sánh nha mọi người. Một cái giống cái trứng, một cái giống bánh xèo. Là cô ôm giống cái trứng. Giống cái trứng rồi. Dương ăn. Ngon quá. Gạo nó trời quá. Rồi ăn chưa, mày ăn chưa? Ừ. Rồi. Chị có ăn đâu, ông làm mà. Cái bạc ti đấy. Rồi, nói chung là rồi mày nói một câu subscribe đi rồi mình chuẩn bị qua cái khâu mà ăn bánh xèo. Xin chào. Rồi, ông phải xấu. Subscribe my channel. Xấu rồi, cái gì nhớ nó rồi. Ấn mở vậy. Subscribe my channel. Yeah.